Hôm nay mình thấy mẹ và chị gái đang ăn cái gì đó không biết. Mẹ liền trả lời: ăn lựu. Khi nhìn thấy quả lựu này mình nảy ra một ý tưởng: mẹ ơi cho con 3 hạt lựu nhé. Rồi mẹ tôi hỏi tại sao con lại muốn 3 hạt. Vì một cái, lấy 2 cái, lấy 3 cái, trộn 1 thành 3 đủ rồi. Chạy thôi, các bạn đoán mình định làm gì nào? Hãy bình luận bên dưới nhé. Và nhớ ấn đăng ký nữa, mình sẽ rất vui đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Công thức cú keo, que, khuấy. Pha màu, sau đó đổ vào nha. Sau đó chỉ cần chờ đợi. Cuối cùng thì mấy hạt lựu đã khô rồi. Sau khi lấy ra mình chợt nghĩ, nhìn nó có giống đá ruby không ạ? Thế là mình làm thêm nhiều viên hơn. Sau đó khoan một lỗ xuyên qua. Cuối cùng là sâu chúng là bằng dây chun nha. Mọi người thấy sao ạ? Nhìn nó rất đẹp đúng không? Mình phải nhanh cho mẹ xem thôi. Mẹ thấy có đẹp không ạ? Ô, nó đẹp quá. Cái này làm cho mẹ sao? Mẹ ơi, cái này con làm cho con ạ. Mẹ liếc nhìn một lúc. Cái này làm bằng hạt lựu của mẹ. Thế nên cái vòng tay này là của mẹ. Con hỏi mọi người xem có đúng không? Mọi người trả lời giúp mình với ạ. Cái vòng tay nên thuộc về ai?